Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại kênh KTM.com. Thì video này mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách săn hàng không đồng trên S24. Hôm qua mình có làm cái video giới thiệu chương trình săn hàng không đồng hôm kia chứ nhỉ. Thì rất nhiều câu hỏi được các bạn đặt ra là cách săn như thế nào, anh làm video hướng dẫn săn chi tiết đi, vân vân và mây mây. Thì video này mình sẽ hướng dẫn chi tiết ra. Anh em chú ý xem kỹ và xem hết video nhé. Ok, thì cái thời gian săn là 18 tháng 4, 18 tháng 5, một tháng. Thì mỗi ngày có một sản phẩm. Đây, thì hôm nay có cái ba lô là giá không đồng. 20 tháng 4 thì có ba lô, 23 tháng 4. Có nghĩa là họ sẽ nghỉ là thứ bảy chủ nhật. 23 tháng 4 thì có cái bình siêu tốc, 24 là loa, 26 chuột, 27 loa. Đấy, cứ dần dần đến 18 tháng 5 sẽ kết thúc cái chương trình này. Lưu ý quan trọng là chỉ săn được trên ứng dụng S24 thôi. Anh em chờ ứng dụng để tải cái ứng dụng này về và săn. Và mỗi sản phẩm có một mã giảm giá khác nhau. Đây, hôm nay cái mã giảm giá cho cái ba lô là RONAL, Ronan ấy. Nó là cái nhãn hiệu của cái ba lô này thôi. Mỗi sản phẩm một mã giảm giá nhá, chứ không phải là cùng một mã đâu. Hôm kia chuột là một mã này, hôm qua loa thì một mã khác nhá. Đó, thì cứ vào cái link này để lấy mã thôi. Mình sẽ để link săn ở dưới mô tả video trong comment video này luôn. Và một cái lưu ý nữa là đúng 14 giờ nhá thì mới săn được. Vâng, nhiều bạn trong ngày cứ hỏi mình là sao không có giá không đồng, chỉ đúng 14 giờ thôi. Và nó sẽ diễn ra chỉ mấy giây là hết thôi. Các bạn không săn nhanh thì sẽ hết. Nói chung là mỗi sản phẩm thì được hơn chục cái, ai nhanh tay thì săn được. Đây là mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách săn. Có nghĩa là trước 14 giờ các bạn phải cho sản phẩm vào giỏ hàng, mua ngay à. Lưu ý là đây là mình hướng dẫn trên máy tính, còn các bạn mà săn thì phải trên ứng dụng nhá. Đây, đến đúng 14 giờ phải có hết địa chỉ rồi này. Và 14 giờ là mình phải ở cái bước cuối cùng, là cái bước nhập mã giảm giá. Thì các bạn nhập cái mã giảm giá ở đây và ấn sử dụng. Lưu ý nhá, đúng 14 giờ phải nhập mã giảm giá, chứ không phải là các bạn đang điền tên với cả địa chỉ số điện thoại đâu. Và nhập xong mã giảm giá thì nó sẽ giảm còn khoảng 130.000 ấy. Các bạn không quan tâm là nó giảm bao nhiêu, cứ nhập được mã là được. Xong ấn đặt hàng là xong. Khi chúng ta đặt hàng xong thì nó chỉ còn mất tiền ship thôi. Tóm lại là anh em nhập mã giảm giá, nó giảm bao nhiêu thì không quan tâm, cứ ấn đặt hàng. Và sau khi đặt xong chỉ hiện phí ship để mua sản phẩm này thôi. Thì các bạn ở Hồ Chí Minh sẽ mua được sản phẩm này rẻ vì chỉ mất 20.000 thôi, phí ship mà. Còn các bạn ở những cái tỉnh khác thì từ 30, 40 đến 50.000 thì cũng quá rẻ cho một sản phẩm thôi. Ok, ngoài ra các bạn muốn cập nhật những cái tin hot trong ngày thì vào cái website kthiem.com và vào mục tin hot hàng ngày. Đây là cái chuyên mục tổng hợp những cái tin hot, rất nhiều tin hot trong ngày, các bạn để vào xem. Tham gia nhóm một mã giảm giá.com để nhận mã giảm giá và các tin khuyến mãi hot. Hoặc nhóm kthiem.com để săn hàng giá rẻ. Link nhóm ở mô tả hoặc trong comment. Như vậy là video này mình đã hướng dẫn các bạn chi tiết cách săn hàng không đồng trên S24. Các bạn có thắc mắc gì cứ comment ở dưới nhé, mình sẽ giải đáp. Và đúng 14 giờ hàng ngày nhá, chúng ta sẽ săn. Các bạn ở dưới video ấy, like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất của mình. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới, mình sẽ giải đáp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye, chúc anh em may mắn nhé.